Chúng ta xét ví dụ số 2 Tất cả các nguyên hàm của hàm fx bằng x trên sin bình phương x trên cái khoảng từ 0 đến pi là A là trừ x cotang x cộng nepe sin x cộng c B là x cotang x trừ đi nepe trị đối của sin x cộng c C là x cotang x nepe trị đối của sin x cộng c Và D là trừ x cotang x trừ đi nepe của sin x cộng c à, Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính cái nguyên hàm của cái hàm x chia sin bình phương x à, Đây là dấu hiệu của cái phần phương pháp nguyên hàm từng phần và trong cái penbook của chúng ta thì ngay cái phần tóm tắt ban đầu là cũng đưa ra dấu hiệu nhận biết cho cái dạng này vì vậy các em học thật kỹ nhá à, thằng này bây giờ chúng ta chỉ cần đặt u bằng cái gì thôi bằng x và dv thì bằng bao nhiêu một trên sin bình phương x dx vậy thì bên trên các em lấy vi phân hai vế là các em được du bằng dx à, bên dưới thì các em có được v sẽ bằng nguyên hàm của vế bên phải tức là nguyên hàm của một trên sin bình phương x nguyên hàm của một trên sin bình phương x thì bằng trừ cô tăng x À, không cộng hàng số C đâu Ở đây luôn lựa chọn hàng số C bằng 0 Vậy các em áp dụng công thức nguyên hàm từng phần là nguyên hàm của UDV Thì bằng UV trừ đi nguyên hàm của VDU Đến đây thì cái Y của chúng ta sẽ bằng cái gì? UV là X nhân với cô X Có dấu trừ Trừ X cô X Như vậy chắc chắn đáp án phải là IA hoặc ý gì? D Đúng không? Trừ đi nguyên hàm của VDU VDU tức là nguyên hàm của trừ cô X Như vậy cộng với nguyên hàm của cô X dx Vậy này bằng bao nhiêu? Nguyên hàm của cô x thì đây là dạng nguyên hàm cực kỳ cơ bản Chúng ta phân tích thành cốt x chia sin x Sau đó các em đưa cốt x vào trong vi phân Thì thằng này mình được là 1 trên sin x D của sin x Vậy thì thằng này chính bằng nê trị đối của sin x Cộng hằng số C Đúng không? Tuy nhiên ở đây đề bài cho là x thuộc khoảng 0 pi nên sin x luôn dương nếu sinx đã luôn dương rồi thì thằng này nepe trị đối với sinx thì chỉ còn là nepe của sinx thôi. Như vậy trừ x cô tăng x cộng với nepe của sinx mà cộng hằng số gì? C. Như vậy là ở đây của chúng ta là trừ x cô tăng x cộng với nepe của sinx cộng hằng số C, như vậy đáp án A. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong được cái ví dụ 2. À, như vậy là trong cái chủ đề này của sách Penbook, mặc dù là chỉ đưa ra hai ví dụ, nhưng về mặt phương pháp thì rất là đầy đủ và dấu hiệu đầy đủ vì vậy là các em cứ bám sát cái phần này để các em nắm vững để khi đi thi thôi như thế là các em sẽ làm bài tốt khi đi thi rồi như vậy chúng ta dừng chủ đề này ở đây à, thầy chúc tất cả các em học tập thật hiệu quả nhé